Nguyên lý kế toán bài tập định khoản phần 1. Xem hết video này 100% các bài tập định khoản sẽ làm được. Định khoản nghiệp vụ: mua hàng, nhập kho, chưa thanh toán tiền cho người bán 50 triệu. Bước 1, xác định đối tượng bị tác động: hàng, tiền cho người bán. Bước 2, xác định tên tài khoản tương ứng: hàng tương ứng với tài khoản hàng hóa, tiền cho người bán tương ứng với tài khoản phải trả người bán. Bước 3, xác định tăng, giảm: hàng hóa tăng, phải trả người bán tăng. Bước 4, áp dụng nguyên tắc nợ, có rồi định khoản. Tài khoản hàng hóa là tài sản, tài khoản phải trả người bán là tài khoản nguồn vốn. Tài sản tăng ghi nợ, nguồn vốn tăng ghi có. Hoàn thành nghiệp vụ bằng cách ghi số tiền 50 triệu vào hai bên nợ có. Cùng follow ôn thi sinh viên để học thêm nhiều kiến thức bổ ích các bạn nhé.